Chloe's Entertainment Channel, chào các bạn. Hôm nay con có nhiều đồ chơi mới hay quá. Trời ơi, đồ chơi bữa nay đẹp quá vậy Chloe. Bữa nay con review mấy cái món đồ chơi này đó hả? Đúng rồi. Start with the crayon. Đâu crayon đâu, cái này đúng không? Wow. Yeah. Rồi cái gì nữa đâu? Let me see. Ồ, có chiếc xe nữa kìa, chiếc xe cứu thương dễ thương kìa. Để trên đây đi. Đây, mày giúp cho nha. Đó. Ok, để trên đó được rồi. Ok. Có chiếc xe nữa hả? Con lấy cái tay kia kìa, con cầm. Ồ, hai xe đẹp quá vậy. Sao được rồi? Con elephant đầm được luôn á. Ồ, con elephant cầm được luôn hả? Wow, xe đẹp quá. Xe xúc đất nè ha. Xe cào đất à. Xe nữa nè. Rồi, xe này xe gì? Xe ben dump truck. Dump truck, đúng rồi, tiếng Anh là dump truck. Rồi, con có gì nữa đâu? Hai con kia là gì đó? Rainbow Dash. Rainbow Apple Dash. Jack. Apple Jack. Apple Jack là cái con màu cam phải không? Đúng rồi. Đâu đưa lại đưa cho mẹ coi cái con Apple Jack coi. Apple Jack, đúng rồi, đẹp quá. Rồi. Apple Jack. Rainbow Dash đâu? Rainbow Dash đâu? Rainbow Dash is here. Wow, Rainbow Dash and Wait. Apple Jack. Wow. Look at the parts. We get Rainbow Dash, we get Twilight Sparkle, we get Fluttershy, have Pinkie Pie. Wow, coi coi như là cái bộ sưu tập của nó gồm có 4 con phải không? Like a sim, like a sim, like a sim. À, hai con giống nhau đúng không? Bộ sưu tập gồm có 4 con. 1, 2, 3, 4, ok. Bữa nay nhiều đồ chơi quá. Ở cái con elephant ở trong cái tay của con á là chơi sao vậy? Cái nó để các bạn coi với. Cái nó để put your wing hand nè. À, bỏ cái tay vô trong đó đúng không? And rồi cái from ở trên cái tay elephant nè. Rồi cái small finger phải tay bên này nè. À, rồi cái này lắc đầu. Đâu cho mấy bạn coi lắc đầu coi. Boop, 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 boop. Elephant say hello everyone. Chào các bạn đi. Hello, chào các bạn. Rồi thôi bây giờ con mở đồ chơi coi cho mấy bạn coi coi hôm nay con có gì. Rồi bữa nào chơi thì sao? Ok. Không, bây giờ hướng dẫn cho mấy bạn chơi các con elephant trước đi. Mình để mấy này qua bên nha. Ok. Rồi con hướng dẫn cho mấy bạn chơi cái đó là sao vậy? Nè. Like it. Cái này tuốt ở trong cái tay này nè. Rồi rồi bỏ cái thumb đây, rồi bỏ cái finger đây, rồi hello 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 wow. Rồi, chào chào đi rồi chào là vậy đó hả, cái đó chơi hello. Vậy đó hả, hello đâu con elephant hung Chloe chút đi. Hai đứa hung nhau hả? Em có cái trunk luôn nè. À, để xịt nước có. À có cái vòi đúng không, cái vòi để xịt nước á. Rồi, cái con elephant đó đó là bình thường á là con chơi làm sao? Con nó hát làm sao? Nó có biết hát được không? Nha. Elephant có biết hát không? Elephant biết hát chứ. Elephant biết hát hả? La la chưa biết say. Nhà mơ đuôi say lửa say. Này mê đây rồi quên nó say lại. Nhà mơ nó qua đây lửa say. Hay quá vậy. Nhà mơ đuôi chưa vừa lửa. Đưa cho các bạn coi coi. Rồi, nó nghe nào, rồi bây giờ con elephant nó xong rồi. Giờ con cởi elephant ra đi rồi con cho mấy bạn coi cái món đồ chơi kế tiếp của con đi. Còn có gì nữa? Trời hung nữa kìa. Rainbow Dash. Oh, Rainbow Dash. Rồi, mở ra. Rồi, unbox đi, unbox. Yeah, I'm unboxing box. Here is Rainbow Dash. Here it comes, it's gonna fly out. Trong đó có gì đâu? A brush and a crown. À là cái vương miện với lại cái look at this, look at this. It's going on the top with Rainbow Dash head. Look at this. There, beautiful. Wow, beautiful, so beautiful. Cái tóc của Rainbow Dash đẹp quá đâu, cho mấy bạn coi cái tóc của Rainbow Dash đi con. Wow. It's orange, yellow,
and green, blue and purple. Màu xanh, màu tím, rainbow dust. Oh, rainbow dust hình như có đèn phải không con? Có đèn không? Yes, you do. Just press down here. Where? Down here. Down in her feet. Okay. And she's gonna tell. Wow. Oh, đẹp quá. Wings. Okay, start with apple chair. Để cho mấy bạn coi rainbow dust xong cái đã. Rồi, để qua bên đây nha. Để bạn này qua bên Stop. Đây đi. Stop music again. Stop music again. Last time for music again. Okay, she turn off. Rồi, she turn off rồi ha. Mẹ bỏ qua đây. Okay, start with apple jack. Okay, apple jack. Apple jack is amazing because she like apples. I like apple, huh? Yeah, so yeah, you yeah. Apple jack. You see, give me my stuff. Rainbow dust, what? Rainbow dust, nè. Còn cái kia là cái con màu cam apple jack đúng không? You see? You see? You see her key mark? Key mark. Okay. It's a kitty mark. Kitty mark ở đâu? Đưa mẹ coi coi. Kitty mark đó. Kitty mark is in there. Wow, Chloe nói là có cái kitty mark ở đây nè, nè các bạn. Ôi, đẹp quá, tóc nè. Đẹp quá. And we have some separates for make for Apple Jack. Yeah. She also have the same thing, like a crown, like a brush. That's also make. Okay, this Apple Jack don't have any necklace because she has a crown on top. Con nói tiếng Việt đi, con nói tiếng Anh mấy bạn không có hiểu đâu à. This is a crown. À, con nói tiếng Việt đi, cái đó cái vương miện á. Đúng không? This is a crown. Ồ, cái vương miện. Rồi gì nữa? And we have two brushes too. À, có hai cái lược đúng không? For apple một cây thôi nhưng mà mỗi con một cây đúng không? Yeah. Two crowns and two brush. Wow. That's all. Oh, con này là cái con rainbow dust hả hay là apple jack? This is apple jack, that is rainbow dust. Okay, apple jack. Đẹp quá nè. Còn cái tóc nè, tóc vàng nè. Mình gỡ dây thun ở đây ra nha thì cái tóc nó sẽ bung ra nha các bạn. Đây, có cái mask nè, đó có cái hình ba trái táo ở đây, giống như hình xăm vậy đó các bạn. Wow, đẹp chưa? Mommy, did you see the ambulance anywhere? Oh, later. Rồi, con bỏ cái bạn này qua bên kia đi. Kế bên bạn kia đi. Okay, there is a apple jack to rainbow dust. Rồi, cho nó đứng đó đi nha. And we have three brushes. Rồi, về cái chiếc xe này không? Cho mấy bạn coi xe nhỏ trước đi. You see? This is a dump truck. Dump truck, ha. And dump the thing out, like the grass, how leaves, how sand she likes to dump out. It's for dump out. And pray in the pool and you can dump out. That's it. Họ nói tiếng Việt đi, sao cứ nói tiếng Anh không vậy mấy bạn? Có hiểu hết đâu? Nè, cái xe này nhìn đẹp lắm nè mấy bạn. Here's the boulder. Boulder. Wow. Boulder. Boulder. A boulder push everything down. Cái xe đó xe xúc đất hả? Yeah. Now. And she's gonna dump here. Beep, beep. Beep. And she's gonna roll scoop down. And the truck is going to leave to there. And she's gonna dump out, dump, dump, dump. And all done. Now this is the same. All cool. Done hả? Xong rồi đó hả? Now we hai have... Hai chiếc xe nhỏ xíu dễ thương quá hả? Nè các bạn ơi. Ok, cái xe này xe xúc đất nè. Cầm ở trong tay. Trời, kéo nó lên. Kéo cái đó lên. Để lên cho mẹ. Đẹp quá. Did you want this first crayon to open? There's a bags on it. Bags. How do I open it? This too stuck. Stuck. Wow. Oh, look at this.
Ồ, hình như con còn chiếc xe ambulance nữa mà. Thì mấy bạn wow. Xe ambulance. À, cái xe cứu thương đó. Wow. Here you go. You want to make sound, just press up here in the back. Try to press it. Ồ, xe có gì đâu. You see? Ôi nhưng mở pin lên chưa, mở ở dưới phía sau hình như nó có cái công tắc đó, on off á Chloe. On off hả? Ừ, đây mình cho mấy bạn coi nè. Đây, có cái công tắc đây nè, bật lên. Rồi bây giờ mới có đèn được, bấm đi, bấm ở đâu rồi bấm rồi cho mấy bạn coi. Wow. Ôi cái xe màu hồng luôn nha, xe cứu thương màu hồng. And here it goes. She's gonna drive over here. And I got him. I got him. Don't worry. À, con chụp được nó rồi đúng không? Trời ơi, chiếc xe đẹp quá. Cho mẹ mượn chiếc xe đi. You see? Her eyes is pink. Eyes pink. À, đôi mắt nó màu hồng luôn hả? Yeah. Rồi, cho mẹ mượn chiếc xe. Wow. Xe rất là nặng luôn. Đẹp quá. It's very heavy. Yeah, heavy. Have I opened this, mommy? Cái này bằng nhựa nè. How open this? Ôi, có cái lỗ tai dễ thương nè, bằng nhựa luôn nè. Cưng quá. Come on now. Nè, có cái motor mình có thể kéo, mình kéo là nó chạy đâu. Con Chloe cho xe chạy cho mấy bạn coi, có xe chạy thử rồi. Oh, on and off. On. Có xe nó chạy được không? Xe chạy được chứ. Rồi. Ooh, I'm gonna catch it. Don't worry, I'll catch it. Ok, don't worry. Đâu đưa mẹ mượn rồi, mẹ cho cái xe nó chạy sai chút xíu cho mẹ mượn ra. Ok. Nè, bắt đầu mình dê cái xe lại nha. Dê cái xe lại. Go! Xe chạy nha. I got him now. Yeah. Okay. Why are you sweet? She said, Wow, he's more like her. Okay. There, you stay over here. I stay over there. Now let's open the crayon. Yeah, crayon. You don't? I believe we don't open the crayons yet. Okay. Now we open the crayon. Okay. Cái Chloe nói là cái này là cái hộp bút chì màu đã đi mua cho Chloe nè các bạn. Wow. Hộp này nhiêu đây? 120.000. Oh, còn chiếc xe này là 250 nha các bạn. Wow, đẹp quá. Đâu cái crayon này đâu? Con mở ra coi. I cannot open it. Con mở ra được hả? No, because it's full of bags. You okay. See? You see? Yeah. Never open it. Rồi, đâu để mẹ thử ra. Okay, you lose the scissors, okay? Oh. I knew it's gonna stay here and you get rainbow dash. Maybe I can get this. It's much better to take this. Rồi nè, thôi con tự tháo ra đi. Wow, your thanks mommy. You're welcome. You see, look at this. Ừ, cái giá đó 120.000 cái hộp đó. Yeah. Okay, let's. Okay, now time to open it. But we're not done, we still have more bags. Okay, you don't open it. Ui, vui không? There. Chị mới đẹp quá à. Vui không? Okay, hôm nay có nhiều đồ chơi mới quá à. Okay. Almost there. Almost there. There. Crayon is opened. Wow. We have white. Oops, sorry. This is okay. We have yellow. Đâu, yellow we đâu? We have light orange. Wow, màu cam nhạt. Orange. Màu cam đậm, màu cam. Red. Màu đỏ. And green. Màu xanh. And dark green. Màu xanh đậm hơn. And blue. I need to move out the way to this book.
màu xanh. Blue. Dark blue. Purple. Màu tím. Black. Màu đen. And brown. Oh, màu nâu. Okay. Hay let's quá. Stop. Okay. Okay, I'm gonna show you something. When the good colors, how not good colors. Let's change the good colors, how bad colors. Good colors are bad colors. Mm. Okay. White one and bad. Light orange and bad. Chloe nói gì mà màu good color là cái màu and màu tốt với màu xấu hả? And bad color nữa hả? Bad. Maybe good. Can use this. Yes. And no. Ủa mà mấy cái cây này sao mượn ta? And wow, cái cây này sao nó okay. đang bọc lại. Cây này sao đây nó đang bọc lại okay. đây vậy? This cái này bad. Mở ra chỗ nào Chloe? Cái này mình mở ra chỗ nào đâu? Làm Let's sao see. Để mình tô được? Oh, I got it. Wow. It open down here. À, mở cái đó đó hả? Rồi đâu cho mẹ mượn đi. Come on. Đâu cho mẹ mượn, con mở cái khác con coi cho mẹ mượn đi, con mở cái khác. Exactly. Oh, lấy cuốn tập chứ hả? Mình phải lấy cuốn tập chứ. It worked. It's colored. Ừ. Giờ lấy cuốn tập nha. Cuốn tập con vẽ lên thử coi. Nó bút. Yeah. Bút chì màu mà đúng không? Tập nè. Okay. Move this away, move this away. There. Rồi, cho mẹ mượn cái này coi. Whoa. I got this white one. Rồi, mở cái này đây nè các bạn. Wow. Yeah, đây là cái màu xanh nè đó, mình dặn lên được nè. Đó. Let's move back the way this time. Yeah. Này bút chì màu mà. Here it comes. Rồi, tô màu thử coi. Wow. Wow, đẹp quá. It's colorful Slippy. Slippy, we can color the circle, how linky box, how the different things you like this. Wow. Chloe đang vẽ gì vậy? Did you like my bunny? Con thỏ hả? Trời ơi con thỏ gì ghê. No, it's just a kid bunny. Kid hả? Bunny. Kid bunny. Kid bunny hả? Yeah, kid bunny. À con thỏ con hả? Ôi màu đẹp quá nè. Quá trời màu. Slippery. Did you try that? Rồi con thử màu khác thôi. Okay, yeah. Dễ màu khác đi, dễ màu khác thôi, thử màu đỏ đi, màu đỏ kia. Louis ơi. Look at this. Thử màu đỏ đi, màu đỏ cho mẹ coi, thử màu đỏ đi. Thôi dễ màu đỏ thử coi. Okay. Màu đỏ đi. Trời ơi ghê quá, dễ cái gì vậy? Look at this. Turn to green and blue and yellow. Uh-huh. I'm a good painter. I'm a good painter. Good painter, hả? Chloe là... Okay, let's put it inside. Cái gì? Người vẽ giỏi lắm hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Okay. Thôi chọn màu đỏ vẽ cho mẹ coi, mẹ thích màu đỏ lắm á, mẹ muốn coi okay, màu đỏ. Okay, to wait first. When I cover, done. Rồi, vẽ xong rồi, giờ để now nó cởi ha. I'm done. Let's go. We have red and we have orange. Now like two colors, you can have orange now. Oh, okay, rồi con mở ra giùm mẹ đi, con tô giùm mẹ luôn. Con tô màu cam cho mẹ coi thử coi. I like red the most because it's color orange a little bit. It's very cool. Huh? I color red, okay? Okay. You see? Different color. Did you like colors? Ừ, thích tô màu chứ, mẹ thích tô màu. Rồi Chloe vẽ cái nhà đi, vẽ cái nhà màu cam cho mẹ coi thử coi. Okay.
Con biết dĩa có hoa không? I know flowers of this. First, a circle. Now this, and 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 this. Now we need the stick. We need the plants. Now done. Done rồi hả? Look at that. Beautiful. Dễ đâu, dễ gì đâu. Up here, silly cubes. Let's see about up. Uh-oh, I got 30. It's okay. I got so dirty with my small hand. Look at this. Ừ, không sao đâu, trời mình tô màu mình dơ cái tay là chuyện bình thường. What the man, I need to wash my hands now. No need, okay, later. Oh, boop. Boom, 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 boom. Let me make a diamond for you, Mr. Rick. Okay, here's the diamond. Wait, I'm gonna draw you a diamond. Really cool diamond. Really cool diamond, hả? Bây giờ vẽ cái kim cương đúng không? Vẽ cái hình kim cương đúng không? No, that already. Okay, you can use this paper. Really clean paper. There. Now we have a clean paper now. Okay. Let's draw. Red. À, màu đỏ đúng không? Rồi bây giờ con vẽ hình gì? Vẽ hình. Rồi con vẽ màu gì con vẽ đi. Okay. This year I'm gonna paint diamond. It's for triangle. À hình tam giác đúng không? Now spikes. Ủa vẽ gì vậy? Huy đang vẽ gì vậy? That's what I'm making the diamond. Diamond đó hả? Ok, diamond. Ok, now we turn around. Ồ, oh, mấy cái bút chì này đẹp quá. Follow rail, follow rail, follow rail. Cái này nó bằng chất liệu gì ta? Now we made a diamond. Wow. Đẹp look quá this, à. Không that's có diamond. Dính tay luôn á. Mấy bạn ơi, cái bút màu này hay quá à. Nè, không có dính tay luôn á. Nè, coi nè. Trời ơi, vẽ đã luôn, không có thấy dính tay lắm luôn á. Ôi, trời hay quá à. Wow, cái này coi bộ hay á. Tí xíu à nó. Ôi, cái này vẽ đã quá. Cái cây nó lại nhiều cái màu nữa. Đây, cho các bạn nhìn lại cái hộp của nó nè. Đẹp quá. Hàn Quốc. Bút chì màu của Hàn Quốc. Đây. Mặt sau. Ok. Đó. Có 120.000 thôi. Let me look how I made the Korean funny face. Ồ, rồi con vẽ rồi đó hả? With my spit thumb. Ok. Here's the diamond. I made it. Ồ, Chloe nãy giờ thích vẽ quá ta. Cô có cái bút chì màu này hay quá. Vẽ đã luôn. Yeah. Wow. To make a triangle, now space over need to follow the line. Now you make the diamond. Okay. Oh. How about yours? You can be what color you like to make the diamond. Diamond á hả? Màu cam. You like orange. Ừ, màu tím đi. Okay, purple. Cause the color is purple. Because I don't like purple, I like yellow. Okay. And I like red. That's all. And I like my mouth. Like a mouse. Rồi cái hình nó thấy dễ đẹp quá, cái hình đó hình diamond đó phải không? Cái hình con này. Yes. Okay. I want you can color it. Color, you can color somewhere. À, mẹ có thể tô màu đúng không? Ở đâu đó đúng không?
Và tô mấy cái chính giữa đi, tô cái màu vàng á, tô chính giữa màu vàng. Đoán. Ừ. Ok. Yes, I bought. I can do it. I sure gonna do it. Ừ, để Chloe chỉ cho các bạn làm sao tô nha. Đó, Chloe nói vậy đó. It's yellow. Hay quá vậy ta. Okay, next color. We need rainbow diamond. Rainbow? It's rainbow. I need to be rainbow diamond. Mm. Stop being silly and gorgeous. Cây bút tô màu này á là đặc biệt mình đứng được nè các bạn. Có cái chân cái mình dựng nó xuống nó đứng, nó không có chạy lung tung. Oh. Yeah, blue. Light blue. Màu xanh đúng không? Yeah, oh. Now we have blue. Rồi, giơ lên cho mấy bạn coi coi. Không, giơ cái diamond của con á. Diamond? Ừ, cái hình con đang vẽ. Cái diamond, cái hình kim cương á. Here, yellow and blue. Ok, rồi tô tiếp cái màu nữa đi. Con đính tô tùm lum màu đúng không? Chloe sẽ vẽ một cái viên kim cương mà với rất là nhiều màu các bạn ạ. Oh, lucky you. May mắn nha, không hồi nó rất là giết rồi. Lucky you. I am not lucky. Oh, you are not lucky. I'm lucky. Yeah, you are lucky. Con may mắn mà, đúng không? Chloe rất là may mắn đó. Rồi, tô màu nào nữa? What we need? Màu xanh lá cây đi. Màu xanh lá cây. Màu green á, màu green á, màu xanh lá cây á. Chloe giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt các bạn ơi. Cho nên Chloe thường hay nói tiếng Anh nhiều hơn. Đúng không? Đúng. Đúng. Hay quá, đẹp quá vậy. Okay, what we gonna need to color a rainbow now? Rồi, màu gì nữa? Màu này đi. Màu light orange á. Màu cam nhạt á. Màu cam nhạt đó. Light orange. Orange nè. But I need this one. Ok. But orange is not beautiful at all. Trời ơi, màu cam mà không đẹp hả? Màu cam đẹp chứ. It's ok. Silly you. Yeah. Okay, we not colored this one yet. Now we're gonna color it. Oh, đó, color dễ hay quá. There. Now we're gonna color black. Có coi. Đây, các bạn. Đó, nãy giờ tô được nhiêu đây rồi đó. Mà tô biết chừng nào mới hết cái hình đấy đây. Okay, now we need something extra. Rồi, cần gì? Màu tô màu gì nữa? I have an idea. Let's use purple. Okay, purple. I got it. Purple là màu tím đúng không? Purple. Thôi thích mấy cái bút crayon này không? Mấy cái bút cái gì màu này không? I like it, man. Chloe nói là Chloe thích lắm. Ủa nói tiếng Việt đi chứ, sao nói tiếng Anh hoài vậy? I'm crushing my English, man. I'm practicing my English. I don't know my manners. I can speak a bit only. Chloe nói là Chloe đang luyện tập nói tiếng Anh. Luyện tập gì mà toàn là nói tiếng Anh không chứ nói tiếng Việt đâu. Phải nói tiếng Việt đi chứ. Okay, now what is gonna start with our colored rainbow? Rồi, color, còn con tô màu xong chưa? Think cái gì? Think me. Hả? Mommy, think what color we like to choose. Not yellow already. Let's see. Maybe see this white one. Maybe can't color it. Let's see. Màu trắng lên tô màu trắng chắc nó không thấy quá rồi. Rồi được rồi. Thôi giờ tô cái màu cam nhạt cho mẹ đi. Light orange. Okay. But that's okay. I'm gonna start with black, brown,
Everest lấy đâu rồi? Ok. Màu đen hả? Màu đen với màu rau hả? Ok rồi, màu đen với màu nâu. Wow, quá mạnh luôn. Rồi, đâu đâu tôi mà đang vô, mẹ coi thử coi. Gì á? Ừ. Ủa, phải thịt. Wow. Ủa, hả? Rồi màu đen thử coi. Rồi màu đen vô thử coi. Ok. Oh, look at that, you can change. Yes. Trời đất ơi, lấy cái nắp màu này đậy vô cái cây màu kia vậy hả? Trời ơi, sáng tạo kiểu gì vậy? I'm making you really beautiful. Ôi, không phải chơi nữa ta. Chloe lại sáng kiến ra cái trò mới nữa với mấy cái cây viết chì nè các bạn. Bó tay luôn á. Đầu đưa mấy bạn coi coi, đầu đưa mấy bạn coi coi. Trời của tôi màu xong chưa? No, it's change color. Ôi, thay màu, thay cái nắp của nó như vậy là được rồi. Đúng không? No, even more. I make it really beautiful to change. Trời ơi, thôi nhiêu đủ rồi, change mà vậy. I want to. Oh, one more, okay? Xem thay cái nắp một cái nữa thôi nha. Oh, one more only. One more only. Một cái thôi nha, một cây thôi. Cái... là sao? Là ba cái đó hả? Ba cái đó thôi nha. Rồi. Vậy cũng nghĩ ra được nữa. Có tay tao đi luôn á. So funny, right? Yeah. Okay. Yellow with green. Yeah. Yellow. Purple and orange. Oh, màu tím với màu cam. Ờ, cái màu đó với màu nào? Wow, màu tím với màu cam. Hay quá. Rồi. Oh, đúng rồi. Rồi, thôi ngày hôm nay của con cho mấy bạn coi mấy cái món đồ chơi này của con á. Mới thứ hai vậy là quá nhiều rồi đó. Bây giờ đó ha, chuẩn bị chào tạm biệt các bạn đi. Con có nhiều đây đồ chơi thì mấy bạn đã thấy hết rồi nè, cho mấy bạn coi lại con voi đi. Không nè. Hôm nay con có nhiều đây là đủ hết rồi, quá cho đồ chơi rồi. Mua đồ chơi nữa hả? Rồi không. Hôm nay đến đây thôi nha các bạn. Để mai mốt cái Chloe có thêm đồ chơi, cái Chloe sẽ review thêm đồ chơi cho các bạn coi nha. Và chơi mấy cái món đồ chơi này như thế nào. Quên một cái. Hồi nãy giờ hai cái con Rainbow Dash với lại Applejack á. Thông thường, bình thường con chơi làm sao? Hai con nó còn chơi làm sao chơi cho mấy bạn coi. Ok, look, không dẹp, mình dẹp đi, mình dẹp mấy cái cây này vô đi. Dẹp mấy cái bút vô á. Bỏ vô cái hộp nè. Rồi đâu giờ lên cho các bạn coi cái thôi. Rồi còn dở lên cho các bạn. Ừ, đứng lên xíu, nghiêng xíu lên. Ở đây mà. À,
Hay quá, Chloe rất gọn gàng rồi, để nó lại luôn. Rồi, con để nó lại luôn nha. She's gonna take a nap, mọi người. Ok, rồi. Chloe nói là máy giấy chì này nó phải đi nghỉ ngơi chút xíu, đi take a nap, đi ngủ. Ngủ giống như ngủ trưa vậy đó. We are all okay, done. Rồi. Okay, what is Apple Jack? Okay, we're gonna make real apple jack and real rainbow dash. We're gonna make real animals. We're gonna make real borders and real thumb traps. Okay, let's close my hand. Open my conflict. Okay. Ok, chơi sao? Mà chỉ cho mấy bạn chơi cái apple jack với lại rainbow dash. Now, turn me clear, real fair. It's the next click to bang. Okay. Never do this alone. Tuesday. What? I'm just looking outside today. Windy out. Okay. Okay. Are you okay in here? I'm okay. I'm just spinning around and have some fun. Okay, I'm gonna. I don't got you. Okay. Maybe you're gonna block something over here. Okay. Can you still block something? Okay, I'm gonna. Không, cái xe này con có thể đưa qua đây cho nó đứng đây với con elephant được rồi. Nó để đó. Okay, that's. Hai đứa nó hùng nhau hả? No, they have the secret to have our ears. À, không phải là hùng nhau mà đang có cái bí mật mà muốn nói cho nhau nghe đúng không? Thì thầm đúng không? Nói thì thầm đúng không? Okay. But it goes to yee-haw! I mean yee-haw! Okay, yee-haw! Open in yee-haw and me-haw. I don't think we're going to that too. Maybe let's take the crown off, okay? Okay, now we're with our friend elephant. Come here with our friend and end up in his neighbor. Okay, you're gonna name her Choco? Yeah, Choco. Okay, good idea. Let's fly over there. But I don't have a Halloween. Let me turn your Halloween. Whoa, I can fly. Whoopo, whoopee, whoopee. Cool. You're welcome. We have cutie mark. Cutie mark, that's a question. The song about cutie mark, okay? Hold up. Good song with us. Okay, we song with us. Good. But we need to hug you first. Okay. Hai đứa nó ôm nhau quá.
that's so soft, elephant. Yeah, I'm really soft, babe. And, oh, Chloe met her daddy. Oh, Chloe met her daddy. Yeah, it's her life. She's going to shopping to buy some toys? Yeah, toys. Okay, you Chloe đang đang chơi đồ chơi, đang kể một câu chuyện á các bạn. Elson, let me tell you something. What? Cô nói tiếng Việt đi chứ. Sao nói tiếng Anh vậy? I never think about that. Okay. Trời, trời nói thì thầm luôn chứ, oh, chơi nó nhỏ nữa chứ. You don't have wings? Hay là... No, you can lose your big elephant ears. You can lose the elephant ears. Oh. Wow, câu chuyện chắc là kể tới đây là cũng sắp hết rồi đúng không? Oh, that's really okay. I'm okay. And it's big hug. This is a really amazing big hug. Actually, yee-haw. Actually, this is my first one with you guys. Don't be worried, she loves to hug me. Okay, you sure? Yeah, honestly. Rồi. What now? Chloe ơi. It's not over now. It's over. That's enough, okay? Story's not over too. Okay, you can let me go to department or something. Yeah. Yeehaw! I knew this thing for that. Oh! Never mind. I'll be back. Are you okay? Yeah, I'm okay. But, are you okay? Don't be fine, I'm okay. I'm just because this thing is so soft. Applejack, can we use one of these? What? Sorry, let me check out. Oh, this one is me. Oh, she's too hungry. Let me go Rainbow Dash. Mẹ nghĩ chắc là câu chuyện đến đây là cũng kết thúc rồi đó Chloe ơi. No, still hugging Applejack and Rainbow Dash. Câu chuyện kết thúc đi, kể câu chuyện gì mà dài quá trời à. Ôi, mấy bạn nói chung là mấy bạn cũng đã biết con chơi, cách chơi cái Rainbow Dash với lại Applejack rồi đó. Mấy bạn biết rồi mà, đúng không? Chloe ơi. Bây giờ con chào các bạn đi. Rồi mai mốt mình có thêm đồ chơi cái mình làm mình review đồ chơi cho các bạn tiếp. Wait. Tôi ơi. Are you okay? Give me. Oh, okay. There you go. That's okay. Okay. You want some of this? You want that? Apple Jack. That's the jelly. Tôi không chào mấy bạn hả? Mẹ chào mấy bạn này nha. Trời ơi, okay. Mẹ chào. Hi guys. No. Chloe, Mr. Dad, now she's gonna run away. But now it's us to be hello. Rồi, thôi được rồi. Bye bye. Okay. Yeah, bye bye. Rồi, hẹn gặp lại các bạn lần sau đi. We don't know to speak Vietnamese. Không biết nó đi gì cả. Chloe nói đi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn tuần sau. No, there's no Chloe here. No Chloe, okay. Rainbow Dash and Applejack ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Bye. Bye, Elephant. Bye các bạn luôn đi, Elephant bye. Ơi. Bye, we going to say. Chloe, bye. This Chloe, bye bye mấy các bạn nữa chưa? Chloe, bye bye các bạn đi. Chloe đâu? No. Chloe's not here. Chloe's in her daddy's house.
Ok. Bye. Chào các bạn. Bye.